ly nước ha. Trời ơi, hôm nay cái mình để cà phê. Để coi, hôm qua là mình để đi chè, hôm nay cà phê. Ngày mai chắc mình để sinh tố đi. Sinh tố uống cho đẹp da. Trời ơi, thế nào em cũng gọi là sung sướng khi nghĩ tới có một người mà lo lắng cho mình từ A đến Z, chăm chút cho mình từng chút một. Không còn này là chưa, phải có thêm món quà tinh thần nữa. Mỗi ngày mình đều ghi cho cổ những cái lời hay ý đẹp. Ủa? Dạ anh. Em làm sớm vậy? Dạ. Trời. Có quà nữa ha. Ôi ơi, nước uống rồi. Ôi ơi. Thôi mà. Ghẹo em ghê hoài. Thiệt á, không biết ai mà hả, ngày nào cũng nước nước như vậy. Đó. Ngại muốn chết luôn. Rồi có tờ giấy. Trời ơi, giấy chắc ghi là yêu thương như vậy. Ủa mà người yêu em hả? Người yêu đâu người yêu, em nói thiệt mà. Em gì ai yêu em đâu à. Trời đất ơi, em nói sao anh thấy nha. Em xinh vậy, dễ gì không có người yêu. Trời, thôi đi, xinh là chắc có mình anh thấy em xinh đó chứ. Ở trong phòng này không có ai thấy em xinh, ai cũng chê em hết trơn. Trời. Mà vậy chứ em biết cái người tặng em không ta? Vậy chứ bây giờ anh nghĩ coi là em có biết cái người tặng không? Rồi, ai? Thì sao em biết được? Thì bởi vì không biết cho nên là em mới tò mò, em để ý thử mà em cũng không biết người đó là ai. Đúng rồi, thật ra là em tò mò thôi. Chắc là em cũng có nghi người này, nghi người kia thôi vậy. Sao biết được? Mà sao anh căng vậy? Anh căng gì đâu? Hả? Mặc gì kêu căng? Căng gì đâu trời? Mặt anh đang rất căng luôn. Không, anh bình thường à. Anh cũng đâu có làm gì biết được ai làm cái chuyện đó. Thì đúng rồi, em đâu có hỏi đâu. Em đâu có hỏi anh đâu. Ủa sao đang nói chuyện tự nhiên quay đi đâu vậy? Không có. Anh mắc cười, anh mắc cười ai mà làm mấy cái hành động đó. Trời ơi, nhút nhát đó. Anh nghĩ em thấy không, thời buổi này rồi, đàn ông mình có làm gì mà thích ai mình mạnh dạn lên. Có gì đúng đâu. Đúng rồi. Mình yêu là mình nói mình yêu. Yêu liền ha, hiểu không? Anh làm gì vậy? Yêu anh làm gì vậy? Nãy giờ em thấy anh kỳ lắm luôn á. Thôi, có gì đâu. Thôi anh ra ngoài chút nha. Ra kiếm đồ ăn cái, đói bụng quá. Mua đồ gì đó ăn, đi sớm. Ủa, đi trễ chứ, đi trễ. Nay đi trễ quá, quên mua đồ ăn. Yêu. Nhưng mà anh bình thường chứ hả? Anh bình thường. Đàn ông gì đâu, nhút nhát dễ sợ. Anh chưa đi hả? Đi chứ, đói bụng gần chết. Ăn gì sợ trời. Gì vậy trời? Không lẽ là ảnh đang? Nhưng mà nếu là ảnh á thì tại sao thích mình thì không nói thẳng đi, mà phải làm vậy hàng ngày chi vậy? Hôm nay mình là người đi sớm nhất. Như vậy là người bí mật chưa xuất hiện. Bây giờ mình phải kiếm chỗ trốn mới được. Chờ người ta xuất hiện. Ghê. Nhau giùm rồi giờ còn bắt ghi giùm mấy dòng chữ nữa. Cái gì? Ăn no nhé. Dừng tay lại. Anh làm gì vậy? Đứng lại. Cho em mượn tờ giấy đó đi. Cái gì? Tờ giấy mới nhét vô đó. Ủa, thấy hả? Sao không thấy được? Nè.
hôm nay chỉ có dấu rồi ha. Anh á, đi nha. Đứng lại. Hả? Sao trốn tránh em vậy? Thì ra từ hôm bữa tới giờ, người mà ngày nào cũng bỏ đồ ăn lên bàn của em, bỏ đồ uống lên bàn của em, rồi ghi chữ dán lên laptop của em là anh. Không có, không có. Ủa, không có gì sao anh làm vậy? Mà em nghĩ cũng ngộ nha. Em cũng không ngờ anh là loại người như vậy luôn á. Loại người gì? Trong khi á, anh có vợ rồi, anh có con rồi, mà anh còn làm ba cái trò này anh cua gái hả? Không có à, không có nghe, không có nghe. Tận mắt em thấy rồi mà bây giờ nó không có. Không phải, anh giống như là dạng như shipper á, cái kiểu mà giao giùm á, giao hàng nhanh á. Shipper là sao? Là giao giùm thôi, mới giao ngày hôm nay thôi. Mấy lần trước là ai biết ai giao. Giao giùm là giao làm sao? Trời, khó nói lắm, thôi anh vậy. Đứng lại. Khó nói là khó nói, sao bây giờ anh nói không? Anh mà không nói là em đem chuyện này mét vợ của anh đó. Rồi, trời ơi khổ quá. Là anh á. Hả? Hay quá. Tôi tỏ tình cái gì rồi mình tự mà tỏ tình thì mình xuất đầu lộ diện đi, mình kêu tao xem xíu rồi tới công chuyện gia đình tao, mày thấy chưa? Tao biết rồi. Hôm nay tao đi công chuyện, tự nhiên cái tao linh tính có chuyện hay. Sao sấn tới đây liền, tao biết thế nào không có chuyện mà. Thì đó, bây giờ mày tỏ tình với tao, mày cũng tỏ tình không mà mày cũng không dám tỏ tình á. Rồi làm ăn được cái gì? Mình liệu mình tỏ tình lẹ lẹ đi. Nhận đó, giờ tôi nhận đó là cái người giết là anh đó. Mày nhận mày quay qua kia thì mày nhìn tao. Ủa sao anh, bộ em xấu xí lắm hay sao mà đến nỗi nói chuyện với em anh cũng không dám nhìn mặt em vậy? Đâu có. Bây giờ em muốn anh phải xác nhận với em, anh phải nhìn thẳng vào mắt em. Anh nói là tất cả những chuyện mà từ hôm bữa tới giờ để đồ ăn rồi viết giấy này nọ là do anh làm. Rồi thì đúng rồi, anh thừa nhận với em á, tất cả những chuyện trước giờ làm á là do anh hết á. Vậy sao bữa giờ anh không nói? Thì tại anh ngại. Anh ngại gì? Bộ có cái chuyện đó không mà anh nói với em khó nói dữ vậy á hả? Em biết sao không? Tại vì em á, anh thấy em vừa xinh đẹp mà em vừa giỏi giang nữa. Còn anh không có gì hết trơn. Thành ra anh cũng ngại, anh không có dám nói. Ngại gì? Thật ra là em biết hết á, em biết lâu lắm luôn rồi đó. Trời em đất. Biết người đó làm là anh luôn á. Em biết hả? Nhưng mà tại vì em muốn chính miệng anh phải thừa nhận với em là tất cả những chuyện này do anh làm. Em muốn chính miệng anh thừa nhận với em chuyện đó. Thì anh thừa nhận rồi đó, tất cả những chuyện này là anh làm á. Nhưng mà anh thừa nhận rồi, em có cho anh cơ hội không? Cho em có chịu tìm hiểu anh không? Hỏi gì kỳ vậy trời. Thì người ta thừa nhận vậy thôi, nhưng mà người ta đâu có nói là người ta thích mình hay cái gì đâu mà tự nhiên nói là tìm hiểu gì. Anh thừa nhận hết rồi đó, ý là anh thích em á, em có chịu cho anh tìm hiểu. Em chờ câu đó lâu lắm rồi đó. Có một câu thích nhìn ta vậy thôi mà anh cũng khó nói nữa. Thì người ta cũng đã nói vậy rồi. Thì tìm hiểu thì tìm hiểu đi chứ giờ sao? Vậy là em đồng ý đúng không? Ta nói cái vậy mà cứ hỏi là đồng ý không hoài. Em đồng ý rồi. Tự nhiên người yêu đồng ý yêu mày, tự nhiên cái mày chuyển giới mày qua mày yêu tao là sao? Ủa với mày? Chứ sao mày ôm tao sao đấm vậy? Còn nguyên cái mắc cỡ. Mắc cỡ. Nè. Cái mắc cỡ mà nó quýnh tương sủi cái tai luôn. Thôi anh cũng hết việc rồi nha, đừng có nói gì với vợ anh nha. Tới công chuyện với vợ anh là anh mệt lắm đó nha. Vậy nha. Ủa, anh đi à. Ủa trời, tự nhiên tỏ tình xong cái bốc hết trơn vậy. Cho khách hàng, cho sếp đó thì cứ coi như là tôi gặp gỡ một cách gián tiếp với lại đối tác đi. Trời đất ơi, chứ lẽ giờ tôi nói với người yêu tôi là em ơi nè anh mới